Vâng, với giá 47 triệu, quý khách sở hữu ngay một tác phẩm mà quý khách đang thấy trên màn hình đây. Liệu có xứng đáng với cái giá mà cơ sở của Thành Luân chúng tôi đưa ra hay không? Vâng, xin mời quý khách hãy theo dõi hết video clip này. Chiếc tủ rượu này có kích thước ngang 2m17 và cao 2m47, gồm có 4 cánh mở. 4 cánh mở phía trong đây là các đợt rích rắc để bày đồ. Tủ này là để bày đồ sành sứ, gốm sứ hay là rượu. Quý khách nhìn từ phần dưới đây, cái tầng dưới này của Thành Luân tôi là toàn bộ 4 cánh này là dày 3 phân rưỡi, đục thủ công bằng tay, đục kênh bong các bác ạ. Các cái cánh này là dày 3 phân rưỡi, đục thủ công bằng tay. Và cái phần ngăn kéo cũng vậy các bác. Đây là một kiệt tác luôn, nó siêu to khổng lồ. Đấy, ngoài cái tủ rượu mà kích thước to này ra thì chúng tôi vẫn còn các tủ rượu kích thước nhỏ hơn, kích thước 1m2, kích thước 1m2 hoặc là 1m3 đang có sẵn rất chi là nhiều các bác nhá. Nhưng hôm nay chúng tôi là xong phần mộc chiếc này, chúng tôi quay riêng biệt một chiếc này để quý khách hàng cùng thấy được đấy, siêu phẩm của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Đấy, các bác nào quan tâm hãy liên hệ ngay với cơ sở của Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại ghi ở góc trái phía dưới màn hình: 0967 110389 hoặc 0972 770888, và các bác cùng xem đường nét chi tiết chiếc tủ rượu đồ gỗ Thành Luân tôi đây. Đó, đường nét đục chạm cực kỳ là kỹ và tinh xảo luôn. Với giá thành chiếc tủ rượu này là 47 triệu, các bác sở hữu ngay cái siêu phẩm này. Đấy, các bác hãy kết bạn Zalo và hai số điện thoại của chúng tôi để mua được cái giá tốt hơn. Chúng tôi sẽ có cái giá tốt hơn cho quý khách. Nếu các bác kết bạn Zalo hoặc gọi điện trực tiếp cho cơ sở đồ gỗ Thành Luân, chúng tôi báo giá tham khảo là 47 triệu các bác nhé. Hãy liên hệ ngay với cơ sở của Thành Luân để được sở hữu cái siêu phẩm này. Quý khách đang xem video chúng tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân, nằm tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đây, tổng thể của chiếc tủ kệ này, tủ rượu này, bày gốm sứ đây. Về phần cánh chúng tôi làm rất chi là dày nhé. Đấy, cánh này rất chi là dày dặn này. Các phần đợt này chúng tôi sau này sẽ cắt kính. Đấy, đợt kính để rượu hay là để bày đồ gốm sứ rất chi là đẹp các bác ạ. Vâng, một lần nữa thay mặt cơ sở đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Và các bác đừng quên để lại tin nhắn và bình luận cái video clip này nhé. Mọi người đừng quên đăng ký kênh của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi và để follow kênh TikTok của đồ gỗ Thành Luân. Đồ gỗ Thành Luân có tích xanh trên Facebook, đồ gỗ Thành Luân trên TikTok. Vâng, thay mặt Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.